má đã bán về An Giang anh em. Từ xe hơi đi lên luôn nè. 3 triệu quá rẻ anh em ơi. Thông cảm, tại vì anh này lấy trước thì mua trước, anh nào Sóc Trăng là sáng dẫn em thì nó không được đâu. Anh không chịu chia rồi. Ba triệu. Ô, cái đế là chống chạy á. Rồi. Đế bằng rồi. Thắng nhồi tới nha. Quay cái alo. Nó đang giao hàng rồi. Mua lại anh Sóc Trăng. Nó xin số đâu được đâu. Không cho nó bị nhiều cho mệt đó. Có kiểm tra đồng hoàng nó đi. Ở đây nha, hai ba người dễ. Thắng này nhồi tới nha. Lấy gì chim đi. Cái này mà chạy vỗ lãi nè, là bay trên bờ, bay trên nước không nè. 4.800 vòng. Mấy anh cano đưa không lại đó. Móc đây phải không? Ê, có ai điện thoại vậy? Có. Rồi mua mấy gỗ á. Mấy gỗ bán hết rồi. Rồi đi thôi. Mấy con này rảnh rảnh mình làm chơi phan anh nè. Mấy gỗ Kiên Giang. Mấy con này rảnh rảnh làm chơi sợ nó chạy kiến anh. Anh buộc cái này cho nó dính vô. Đó, nó đẹp luôn nè. Anh tính buộc ngay trước đó hả? Giờ cứ chứ. Về rồi anh em, về An Giang anh em. Anh em thông cảm. Cái này buộc cái chốt này được không? Không, cái chốt nó gài đây. Gài đó hả? Rồi đó, giờ mình lòn đường này nè. Đây, cho anh buộc lên trước luôn nè. Đó. Đó. Địt vô. Mà chắc cũng không đến nổi đâu. Không, cái này mình địt cứng lại nó không sao. Hôm qua nó chạy em trước về khỏi xúc xăng con quá, thấy không xúc anh, nó chào xăng rồi. Dạ, nhưng mà xúc nó bị nghẹt con tu là đầu xăng đường xăng trả, nó chào ra đường xăng trả đó. Nhìn cái xe này đối chạy xăng chạy dầu. Nhìn thử cái xe này chạy xăng chạy dầu. Con này chạy dầu chứ. Nghe con này nè. Dầu. Sao biết? Trời ơi, mấy con này chạy tiếng máy rồi biết rồi. Nghe tiếng máy rồi phải không? Nghe tiếng máy rồi biết rồi. Tiếng máy xăng nghe không nghe hơi phải không? Cái máy xăng là chạy không nghe luôn. Với anh để ý cái xăng dời cái xe dầu á, là khi mà anh để garanti á, cái xe nó hơi rung. Đúng rồi, đúng. Xe hơi rung. Còn máy xăng là anh để garanti là nó không rung luôn. Giống như xe năng vậy thôi, xe năng lên như xe hơi đó. Nhưng mấy con này đi nó loại nhiên liệu chứ. Không, đi đường xa nó mạnh. Nó bền rồi, nó loại nhiên liệu. Ổ gà nó không ấy. Cứ qua ổ gà, tổ gà, sợ nó ổ gà nó giặt thôi chứ bình thường thôi. Còn nó có cắn không? Không, lại thử rồi. Bình thường thắng lại nhồi tới. Ở đâu lại vừa hết luôn á. Trời ơi, cảm ơn nha. Rồi, rồi. Ok nha. Anh đi xuống đây ra tới cổng chào. Anh vô cổng chào bên lứt. Rồi anh chạy. Rồi anh chạy. Rồi anh chạy. Tại sao anh đổ bẹo phải là tới đó. Mấy dầu mà còn im hết ta. Đi ơi xem. Rồi thế là em về bên Long Xuyên An Giang nha. Cái em ghé đi Châu Đốc luôn rồi đó. Lên núi Bà luôn. Rồi chào anh em.